quý vị và các bạn, bằng phương pháp chiết cành riêng biệt, vườn ươm Hiệp Hoa ở thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà đã sản xuất và cung cấp nguồn chống cây lựu đỏ Ấn Độ giá trị cao cho nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Tính riêng trong 2 năm gần đây, giá cây lựu đỏ Ấn Độ chiết cành bán lẻ tại vườn ươm Hiệp Hoa ổn định từ 80.000 đồng một cây. Bán sĩ đến các đại lý trong nước là 60.000 đồng một cây. Tại khu vườn 2,5 hecta của nhà nông Võ Văn Hiệp ở thôn Tân Hòa, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, đến nay ổn định sinh trưởng 4.000 cây giống lựu đỏ Ấn Độ đầu dòng mỗi năm chiếc cành nhân giống khoảng 6 đợt, mỗi đợt từ 5 đến 15 cây. Quy trình chiết cành bắt đầu phối trộn giá thể sơ dừa tổng hợp với các nguyên liệu dinh dưỡng khác trong bịch quấn lái dừa nước miền Tây Nam Bộ, bó chặt trên các thân cành lựu đỏ Ấn Độ có chiều dài từ 60 đến 80 cm. Chăm sóc với chế độ riêng biệt trong thời gian từ 45 đến 60 ngày. Cành ghép đã phát triển bộ rễ khỏe mạnh, tiến hành cắt cành rời ra thành một cây hoàn chỉnh đưa vào chậu đất đã bón lót với tỷ lệ phần cân đối Giai đoạn này, tùy theo khả năng sinh trưởng, mỗi cây chiếc cành được tiếp tục chăm sóc từ 3 đến 5 tháng trước khi xuất vườn cung cấp cho người trồng chuyên canh hoặc xen canh với các loại cây trồng khác. Được biết, sản lượng cây giống lựu đỏ Ấn Độ chiếc cành tiêu thụ thị trường ngoài tỉnh Lâm Đồng 70%, còn lại 30% tiêu thụ trong tỉnh. Trong đó, phần lớn cung cấp cho nông dân các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc.